Thưa quý vị, đến quán cà phê không chỉ uống cà phê mà còn để trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đó là mục đích của mô hình cà phê với nông dân tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Sau hơn một năm thành lập, mô hình cà phê với nông dân đã từng bước giúp cho bà con nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, lan tỏa những mô hình sản xuất hiệu quả. Vào ngày 14 hàng tháng, nhiều nông dân và lãnh đạo xã sẽ tập trung tại quán cà phê Linh Vĩ, cùng nhau trao đổi, chia sẻ cách làm ăn, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hiệu quả. Khi đến đây, nông dân được tiếp cận những chủ trương định hướng phát triển nông nghiệp của xã, qua đó xác định có thể trồng cây gì, nuôi con gì, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, mùa vụ. Ngoài ra, nông dân có thể đối thoại trực tiếp với lãnh đạo hội nông dân xã, lãnh đạo chính quyền xã về những tâm tư nguyện vọng trong phát triển kinh tế. Nhằm mục đích sinh hoạt hàng tháng để trao đổi và rút ra những cái kinh nghiệm quý báu của nông dân để cùng nhau cùng phát triển. Rồi song song đó thì cũng có sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban để cùng với chỗ nông dân góp ý hoặc là đề xuất những cái phương án xuống màu, đưa giống xuống cho nó phù hợp với tình hình thời tiết hiện nay. Tham gia cái mô hình này thì nông dân mà thì người ta biết nhiều hơn, rộng rãi hơn. Có vướng mắc gì thì có góp ý lên thì chính quyền địa phương người ta cũng tạo điều kiện. Như thí dụ cái góp vốn rồi này kia đó, cái hội nông dân cũng có cho nông dân vay thì cũng thấy gì cũng đỡ lắm nha. Mô hình cà phê với nông dân được thành lập dựa trên thói quen của nông dân nông thôn hay tập trung uống cà phê vào buổi sáng nói chuyện làm ăn. Đây được xem là một kênh tuyên truyền độc đáo để người dân nhanh chóng cập nhật được những thông tin mới về giá cả, thị trường, tình hình sâu bệnh, diễn biến thời tiết để hạn chế rủi ro, từng bước cải thiện được năng suất sản xuất, nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi. Tập hợp cái hội viên nông dân lại, mình bàn về cái kế hoạch là phương hướng làm ăn có hiệu quả, trao đổi là những cái thông tin, cái tuyên truyền những chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cũng như cái mà ở địa phương, giúp cho mà hội viên mình nắm vững cái kỹ thuật cách làm ăn có hiệu quả. Thông qua cái cuộc sinh hoạt hàng tháng này thì cũng hội viên nông dân cũng nêu rõ cái tâm tư nguyện vọng và từ đó là chúng tôi sẽ nắm bắt kịp thời trao đổi với đảng ủy, ủy ban. Thông qua những buổi gặp gỡ trao đổi cởi mở thẳng thắn, chính quyền địa phương dễ dàng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để có những tháo gỡ kịp thời, qua đó góp phần đưa ra những định hướng chung trong phát triển ngành nông nghiệp tại địa phương. Thời gian tới, hội nông dân xã sẽ từng bước nhân rộng mô hình này trên toàn xã.